Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị. Hôm nay thì bên em lại có thêm một chiếc xe Suzuki Swift. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019, màu đỏ, nội thất màu đen. Chiếc xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Đây là phiên bản đầu tiên khi mà được về Việt Nam nhập khẩu về để bán cái dòng nhập khẩu này trước khi ngừng cái phiên bản lắp ráp trước đấy ạ. Suzuki Swift thì sử dụng động cơ 1.4 AT số tự động. Vành của xe thì không hề bị chém xước mà lốp theo xe đấy ạ. Mọi người có thể nhìn rất là rõ. Tháng 3 năm 2019, lốp còn rất là dày. Những chiếc xe này thì sẽ phù hợp với tất cả các quý vị nào mà muốn đi phố hoặc là muốn mua một chiếc xe nhỏ gọn để đi lại. Đặc biệt hơn một chút thì để phục vụ tất cả các chị hoặc các anh em nào muốn sự trẻ trung, năng động, một chiếc xe nhỏ gọn thì có thể lựa chọn chiếc xe này. Đặc biệt là đi phố, những chiếc này thì vô cùng tiết kiệm và rất là dễ dàng đỗ hay là dừng ở những cái điểm nào mà mình cần. Rất là nhiều chị thích chiếc này tại vì trong cái tầm tiền của nó thì nếu như đi i10 hay là những dòng khác thì cũng không thích bằng chiếc này. Chiếc này nhìn nó rất là sang chảnh, đẹp. Còn tuy nhiên nếu như đi Yaris thì nó lại rất là cao tiền. Yaris 2019 thì bây giờ các anh chị cũng phải mua khoảng tầm 630-640 rồi. Lốp chiếc xe này chưa hạ nhé. Đằng sau này vẫn còn rất là sạch sẽ. Đó, rất đẹp. Chiếc xe này thì thiết kế thay đổi một chút nên đã mở trên cửa sau bằng cánh trên này. Đó, mở cánh ở trên. Ghế ni nguyên bản theo xe. Đó, còn đây là toàn bộ màn hình trung tâm và khu điều khiển hàng ghế phía trước của chiếc xe. Vô lăng ạ. Đó, đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Ghế ni nguyên bản. Chân xe thì còn sáng và sạch, đẹp ạ. Màu đỏ này thì rất là được màu và rất là nhiều anh chị thích màu đỏ. Vì những chiếc xe nhỏ nhỏ này đi màu đỏ nó rất là gọn, nhìn nó đẹp hơn những chiếc kia. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu. Nếu như bây giờ anh chị mua chiếc xe này mới thì đăng ký vào đâu đó nó rơi vào khoảng tầm 630 một chiếc xe mới, khoảng 630 triệu. Thì bây giờ hiện tại chiếc xe này của bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 520 triệu. Anh chị sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng trên dưới 100 triệu, hơn 100 triệu so với mua mới. Chiếc xe này của em chạy được 16.000 km. Đó, rất là rõ ràng đây. Anh chị có thể nhìn rất là rõ. 16.000 km. Có màn hình DVD rồi. Màn hình có camera lùi, cảm biến lùi luôn, cảnh báo cho anh chị khi lùi xe, rất là yên tâm. Camera rất là nét, buổi tối nhìn rất là rõ. Điều hòa tự động. Ở dưới này thì có cổng USB. Đó, cổng USB và có thể cắm sạc 12V. Nếu như anh chị muốn mua trả góp chiếc xe này thì hãy chuẩn bị cho em khoản tiền khoảng 200 triệu nhé. Em sẽ làm thủ tục trả góp để hỗ trợ anh chị lấy xe ngay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh này của em để cập nhật những chiếc xe mà sắp tới sẽ về bên em nhé. Nếu như anh chị có thời gian nếu như anh chị không có thời gian mà cần trao đổi thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo, Facebook với tên cá nhân là Song Thảo để cùng trao đổi và thương lượng về giá cả cũng như là hình thức mua bán.
Chi tiết mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại em đang để trên màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.